Xin chào, các bạn đã đến với An Tiến Studio và mình là Phương Lâm. Không biết có bạn nào giống như mình hay không, mình thường để tai nghe rất lung tung, đút trong túi thì hay bị rối và mình cũng không biết cách nào để chăm sóc tốt cho tai nghe. Chính vì vậy mình đã tham khảo qua rất nhiều những chiếc tai nghe để xem có em nào có thể sống chung được với mình hay không. Cá nhân mình thì khá thích những chiếc tai nghe của JBL bởi vì thiết kế của nó rất năng động và màu sắc thì cũng đa dạng để cho các bạn lựa chọn. Nhưng mà những chiếc tai nghe thương hiệu cao cấp như thế này thì các bạn sẽ nghĩ rằng giá của chúng sẽ rất là chát đúng không nào? Tuy nhiên ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn top 5 những chiếc tai nghe bán chạy nhất của JBL với mức giá chỉ xoay quanh 1 triệu đồng nhé. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu mà mình nghĩ rất phổ biến với những ai đam mê thương hiệu JBL, đó là tai nghe JBL T110BT. Đây là một trong những sản phẩm giá rẻ của JBL mang phong cách thể thao. Thiết kế của em nó thì liền một dây đeo choàng cổ, phần housing tai nghe sử dụng chất liệu nhựa móng dạng tròn nhỏ, dễ fix với tai người dùng. Bên cạnh đó thì nó còn được trang bị thêm nam châm hút dính hai bên tai một cách gọn gàng khi mà các bạn không sử dụng. Tai nghe có trọng lượng rất nhẹ, chỉ vỏn vẹn là 16,5g, tạo cảm giác khá thoải mái khi mà đeo trên cổ. Dây của tai nghe thì được làm từ cao su dẻo, dẹt, giúp chống rối hiệu quả. Mình có thể nắm trên tay như thế này mà nó không hề bị rối một chút nào. Trên dây được thiết kế với hai thanh nhựa, hai thanh có 3 phím điều khiển chức năng chuyển nhạc, nút phát, dừng nhạc, kiêm nút nguồn và cổng sạc. Về chất âm thì sản phẩm này được trang bị một driver Dynamic 8,6mm với giải tần đáp ứng từ 20Hz đến 20.000Hz. Theo như nhà sản xuất, đây là một chiếc tai nghe sở hữu công nghệ gia tăng bass độc quyền, thì tất nhiên là nó sẽ tập trung nhiều vào bass. Tai nghe có âm trầm khá là sâu, khỏe và chắc chắn. Sản phẩm thể hiện tốt ở những giải âm trầm và trung. Tuy nhiên thì cá nhân mình khi mà nghe thấy những giải âm cao một chút thì nó sẽ hơi bị chói tai. Mình nghĩ là chiếc tai nghe này thì sẽ phù hợp cho những anh em nào mà phải di chuyển nhiều, ví dụ như là chạy Grab hoặc là có thể khi mà bạn chơi thể thao như là chạy bộ hay là tập gym các thứ. Và anh em nào muốn thưởng thức âm nhạc như là EDM thì có thể lựa chọn sản phẩm này. Về pin thì cho thời gian sử dụng liên tục lên đến 6 tiếng, thoải mái cho các bạn sử dụng trong suốt cả một ngày dài. Với những gì mà nó mang lại, hiện JBL T110BT có mức giá là 890.000 đồng. Mẫu tiếp theo cũng sở hữu một thiết kế nhỏ gọn và cái tên cũng rất gọn luôn, JBL E15. Em này thì mang hơi hướng hiện đại, phần ear tip thông minh được làm bằng cao su cùng với việc hỗ trợ nhiều size. JBL cũng cẩn thận khi tặng túi vải và hai silicone size S và L trong hộp. Phần jack của E15 được thiết kế kiểu chữ G. Về cơ bản thì mình thích kiểu thiết kế này hơn là thiết kế kiểu chữ L và kiểu thẳng truyền thống. Trông thì khá dị nhưng mà hiệu quả sử dụng cao, vì khi nhét vào túi quần không lo bị gãy. Phần dây cáp tai nghe được thiết kế cáp thẳng, dây dù với chiều dài khoảng 2cm cùng chiều rộng khoảng 1cm thì thật sự là JBL E15 rất bé. Cùng với trọng lượng chỉ 13,6g thì khi bạn đeo nó trên tay bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái. E15 có một nút điều khiển duy nhất trên dây, nút này đóng vai trò vừa là nút nghe nhận hủy cuộc gọi, play pause, next track, forward track. Một lưu ý quan trọng cho các bạn là tai nghe bị hiện tượng microphonic khá nặng. Dãy bass của E15 được xếp vào loại khá, không dày, không quá mỏng nhưng mà được kiểm soát khá tốt ở tông độ. Dãy mid của E15 ngọt, mượt, kết hợp với dải treble khá đông đanh nên mà có thể đánh đa dạng các thể loại nhạc từ nhạc vàng tới nhạc trẻ thị trường hay là US UK. Nhưng mà nhược điểm của nó vẫn là nhược điểm của hầu hết các loại tai nghe giá rẻ, đó là vẫn chưa thể tách bạch được hết các dải âm, vẫn tạo cho chúng ta cảm giác ba dải bị dính vào nhau khi mà nghe. Ấy thế mà JBL E15 được Amazon trao tặng cho danh hiệu Amazon's Choice khi mà nó thể hiện rất tốt những gì mà người dùng đã bỏ chi phí ra để sở hữu. Có lẽ trở ngại duy nhất của E15 đó là thiết kế cùng ngoại hình đơn giản làm bạn dễ lướt qua nó trên các kệ hàng trưng bày. Mình highly recommend các bạn nghe thử và trải nghiệm thử chất âm của JBL E15. Theo mình thì nó phù hợp với người cần một chiếc tai nghe với tính năng chính là nghe nhạc, chứ không phải là cần nó có không dây hay là có thiết kế hào nhoáng. Mặc dù không phải là tai nghe Bluetooth nhưng nó lại có giá bằng với T110BT là 890.000 đồng. Và với mức giá nhỉnh hơn một chút thì các bạn hoàn toàn có thể sở hữu được cho mình một chiếc tai nghe cao cấp hơn, đó chính là chiếc JBL E25BT. Về thiết kế thì em này thuộc dòng tai nghe in-ear nhỏ gọn, các nút tai nghe được làm khá êm, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu trong suốt quá trình sử dụng.
Nhìn chung thì sản phẩm này có thiết kế khá là giống với T110BT, chỉ khác là dây đeo tai nghe được thiết kế bằng dây dù. Tuy chắc chắn và hạn chế đứt gãy dây, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì nó sẽ nhanh bị bẩn do bám mồ hôi, sẽ khó làm sạch hơn dây cao su. Sản phẩm này thì cũng có thanh nhựa tích hợp các tính năng giảm âm lượng, nút nguồn, cổng sạc bên cạnh. Trên dây còn có một cụm nữa để chứa pin và sẽ đặt đằng sau gáy khi người dùng đeo lên. Đây là một thiết kế khá mới của JBL. Thông thường cụm pin và cụm điều khiển sẽ đặt đối xứng hai bên chứ không đặt lệch như vậy. Về chất âm thì cũng như JBL T110BT thì sản phẩm này cũng được trang bị driver công nghệ Dynamic 8.6, mang lại khả năng tái tạo âm thanh trong trẻo, trung thực nhưng mà cũng không kém phần sôi động. Cá nhân mình thì thấy chất âm của E25BT này cũng khá là êm, dễ chịu và nhẹ nhàng. Nói chung là nó cũng không bị chói như là chiếc JBL T110BT. Trong quá trình sử dụng thì mình thấy nó có khả năng chống ồn khá là ổn, nên mình nghĩ thì sản phẩm này sẽ rất là phù hợp với anh em nào mà làm việc trong môi trường có nhiều tiếng ồn. Và một điểm nổi bật nữa của sản phẩm này là nó sử dụng Bluetooth 4.1. Về pin thì E25BT cho thời gian sử dụng lên đến 8 tiếng, một mức sử dụng tương đối cao so với các tai nghe khác trên thị trường. Tuy là mức giá của em nó cao hơn hai em mình mới giới thiệu lúc nãy với 1.490.000 đồng, nhưng mà các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Tiếp theo, một mẫu tai nghe có giá cao hơn nữa và nó đã để lại cho mình một ấn tượng mạnh mẽ về chất lượng âm thanh, JBL Leap 200BT, một cái tên rất đúng với những gì mà chiếc tai nghe này thể hiện, chân thực, sống động và mạnh mẽ. Em này sở hữu một cấu trúc neckband khá quen thuộc với hai phần chính, đó là phần khung neckband và phần tai nghe in-ear, được kết nối với nhau thông qua hai sợi cáp ngắn chắc chắn, tạo nên sự hiện đại và thoải mái khi đeo, phù hợp cho anh em sử dụng khi mà đi tập thể thao hay là đi ngoài đường. Tất cả các chi tiết đều được chế tác bằng công nghệ cao cho một độ chính xác và hoàn thiện cực kỳ cao cấp. Leap 200BT sử dụng công nghệ Bluetooth hiện đại nhất trong danh sách này với Bluetooth 4.2, điều truyền tốt trong bán kính khoảng 10m. Với thời gian sạc chỉ 2 tiếng, 200BT có thể hoạt động tốt trong 10 tiếng liên tục, mức thời gian cực kỳ cao cho một chiếc tai nghe Bluetooth. Thậm chí 200BT còn có cả công nghệ sạc nhanh, với chỉ 15 phút sạc, bạn sẽ có ngay 1 tiếng để nghe nhạc. Nó rất phù hợp cho những ai có một cuộc sống quá bận rộn, nhưng lúc nào cũng muốn mang theo âm nhạc bên mình. Về chất âm, được trang bị driver 8mm cho âm bass chắc khỏe, rõ ràng và chi tiết đến đáng kinh ngạc. Em này thì thể hiện được âm trầm xuống sâu và tự nhiên trong suốt toàn bộ quang phổ của âm thanh. Đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các dòng nhạc EDM, electro sôi động. Với mức giá 1.640.000 phải bỏ ra cho chiếc tai nghe này thì mình thấy nó hoàn toàn xứng đáng. Đeo em này trên cổ mà đi tập thể thao hay là đi ngoài đường thì phải nói là bao ngầu luôn. Và chiếc tai nghe cuối cùng trong danh sách này dành cho anh em dùng phá đồ với một mức giá cực kỳ rẻ, JBL C150SI. Em này có kích thước rất bé nên hầu như nó vừa vặn với mọi loại tai từ nam tới nữ. Với trọng lượng chỉ khoảng 60g thì việc đeo nó thời gian lâu cũng không làm các bạn khó chịu. C150SI có vỏ làm từ nhựa 100% với logo JBL nổi bật, một thiết kế khác biệt với các mẫu khác của JBL. Dây của C150SI gồm hai phần. Phần dây chung của hai bên tai nghe tuy không được bọc vải chống rối nhưng mà nó vẫn rất chắc chắn. Phần dây riêng của mỗi bên thì vẫn làm bằng cao su để cho độ dẻo cần thiết. Jack cắm của JBL là jack cắm chữ Y. Phần jack này thì được hoàn thiện khá tốt khi có phần cao su cứng phía cuối jack để tránh chỗ này bị đứt ngầm. Mình biết có rất nhiều bạn có thói quen giật mạnh các chiếc tai nghe nên JBL làm điều này là một điểm cải tiến để tăng độ bền. C150SI có một điều khiển duy nhất trên dây, nút này vừa đóng vai trò là nút nghe nhận, hủy cuộc gọi, play, pause, next check, forward check. Em này thì sở hữu công nghệ nguyên thủy nhưng có cải tiến để hiệu quả hơn. Tại sao mình nói là nguyên thủy? Vì nó sử dụng một driver dynamic với đường kính 9mm, một driver dynamic thông dụng xưa nhất trong nền công nghiệp âm thanh. Tuy nhiên nó có một ưu điểm, đó chính là bạn càng nghe lâu thì càng giống như ủ rượu càng lâu càng ngon. Hãng cũng tự tin giới thiệu rằng chiếc tai nghe JBL C150SI có chất âm quả thật là true bass. Quả là nó true bass thật, nghe bất kỳ bài nào mà có âm bass thì bạn đều cảm nhận được giải này. C150SI là chiếc tai nghe được tinh chỉnh theo kiểu V-shape. Việc tinh chỉnh kiểu này thì nó có tác dụng giúp người nghe dễ nghe, phù hợp với nhiều loại nhạc, chứ không cố định là chỉ hay ở một thể loại nhạc nào đó. Nhưng nó có điểm yếu là làm các bài hát nghe hơi lố khi nó đẩy các giải lên cao hơn bình thường. Bạn nào có yêu cầu khắt khe hay là cần một chất âm trung thực thì sẽ không thích. Nhưng mà các bạn này thì chắc cũng không mua tai nghe giá rẻ đâu. C150SI có giá là 199.000 đồng thôi các bạn ạ, siêu rẻ luôn.
Nếu phải chọn một em trong danh sách thì có lẽ JBL T110BT là phù hợp với mình nhất, bởi vì nó có dây cao su, cảm giác đeo khá sạch sẽ và thoải mái, hạn chế việc bị thấm mồ hôi, nhưng mà chất lượng âm thanh thì không bằng E25BT và Live 200BT. Dù sao thì mình cũng khá dễ tính ở khoản âm thanh nên mà chắc là mình sẽ mua em này. Đó là sự lựa chọn của mình. Còn các anh em ở đây thì sao? Không biết anh em đánh giá như thế nào về những chiếc tai nghe này và muốn bổ sung thêm sản phẩm nào nữa thì hãy comment ở phần bên dưới nhé. Và các anh em thì cũng đừng quên truy cập vào antien.vn để tham khảo giá bán của các sản phẩm này. Link thì mình sẽ đặt ngay ở dưới phần mô tả của video. Hãy để lại một like và một subscribe ủng hộ tụi mình để có động lực làm video đem đến cho các anh em những sản phẩm chất lượng cao trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.